tăng cường tin cậy, củng cố hữu nghị, nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất Việt Nam-Trung Quốc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa kết thúc chuyến thăm Trung Quốc. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo nước ngoài đến Trung Quốc kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tức Đại hội 20, đồng thời cũng là hoạt động ngoại giao trong nước đầu tiên của Trung Quốc kể từ khi ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc được bầu. Chính vì vậy, chuyến thăm thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận thế giới. Lành mạnh, ổn định, bền vững. Trong ngày 31 tháng 10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo đã đi sâu trao đổi về các định hướng lớn nhằm tăng cường tin cậy, củng cố hữu nghị, nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, duy trì hòa bình ổn định trên biển, đưa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững trong thời gian tới. Thời gian vừa qua, môi trường thế giới đã có những biến động đầy phức tạp, trong đó phải kể tới đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột quân sự ở Đông Âu giữa Nga và Ukraine. Với đại dịch COVID-19, chuỗi cung ứng toàn cầu liên tục bị đứt gãy, các nền kinh tế trên thế giới hầu hết đều bị tổn thương. Trong bối cảnh đó, việc cả hai bên Việt Nam-Trung Quốc vẫn tiếp tục duy trì thường xuyên các cuộc gặp gỡ, trao đổi cấp cao là mốc son quan trọng trong quan hệ song phương của hai quốc gia. Từ đầu năm 2020 đến nay, hai tổng bí thư đã 4 lần điện đàm và nhiều lần trao đổi thư điện nhân các sự kiện chính trị quan trọng của mỗi bên. Khi kinh tế toàn cầu đang phục hồi chậm chạp trong bối cảnh đại dịch COVID-19, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư vẫn là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Việt Nam liên tục là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và thương mại Việt-Trung chiếm 1/4 tổng kim ngạch thương mại Trung Quốc-ASEAN, đối tác thương mại thứ 6 của Trung Quốc trên thế giới. Tuy nhiên, trong quan hệ kinh tế thương mại giữa hai bên vẫn còn những trở ngại như thương mại hai chiều vẫn còn mất cân bằng. Có những lúc rất nhiều hàng hóa của hai bên đã không thể xuất khẩu qua biên giới do những chính sách chống dịch khác nhau. Vì vậy, cả hai tổng bí thư mong muốn quan hệ hai bên phát triển lành mạnh, ổn định, cho dù những khó khăn phức tạp đang nảy sinh trên thế giới. Thêm nữa, các cuộc cạnh tranh nước lớn vẫn đang diễn ra quyết liệt, khiến cho toàn bộ môi trường an ninh toàn cầu bị đảo lộn. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, thế giới biến động hết sức phức tạp, hai nước chúng ta đang ở giai đoạn quan trọng. Vì vậy, việc không ngừng củng cố và phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước vừa là trách nhiệm lịch sử, vừa là yêu cầu khách quan, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước. Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa, đang nỗ lực đi sâu đổi mới, cải cách mở cửa. Cả hai nước đều đứng trước những thời cơ và thách thức mới trong công cuộc xây dựng và phát triển đổi mới. Trong tình hình hiện nay, việc củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phù hợp lợi ích căn bản lâu dài của hai bên, có lợi cho việc duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Chính vì vậy, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí cho rằng, trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng và bất ổn đang diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới hiện nay, sự phát triển ổn định và những thành tựu mà Việt Nam và Trung Quốc đạt được có ý nghĩa rất quan trọng đối với hai nước và nhân dân hai nước. Coi trọng các quan hệ thực chất. Chiều ngày 31 tháng 10, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, ngay sau khi kết thúc hội đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng chứng kiến 13 văn kiện được các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương ký kết trong chuyến thăm chính thức lần này. Việc ký kết 13 văn kiện hợp tác này thể hiện rõ nội dung mà hai tổng bí thư đã đi sâu trao đổi, đó là cả hai bên cùng nhất trí tăng cường hợp tác về các lĩnh vực thực chất, đặc biệt nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển quan hệ song phương, nhấn mạnh Việt Nam-Trung Quốc là đối tác thương mại rất quan trọng và giàu tiềm năng của nhau. Những văn kiện hợp tác này trải rộng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, có cả các văn kiện hợp tác giữa các cơ quan trong Đảng, Chính phủ và các địa phương. Nên nổi bật trong các văn kiện hợp tác lần này là hai bên coi trọng các quan hệ thực chất như bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc về tăng cường hợp tác, đảm bảo chuỗi cung ứng Việt-Trung, bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc về an toàn thực phẩm trong thương mại song phương Việt Nam-Trung Quốc, bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Chính quyền Nhân dân tỉnh Vân Nam Trung Quốc về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, v.v. Các văn kiện này đóng vai trò quan trọng cho hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc và ngược lại. Việc duy trì hòa bình ổn định trên biển có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của cả hai đảng, hai nước. Chính vì vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề nghị hai bên tuân thủ nhận thức chung, cấp cao, tôn trọng lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhau, giải quyết tranh chấp bất đồng bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982, phát huy tốt các cơ chế đàm phán trên biển, thúc đẩy phân định và bàn bạc
về hợp tác phát triển, thực hiện đầy đủ, hiệu quả tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, phấn đấu xây dựng bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông COC thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982. Nhiều chuyên gia cho rằng từ góc độ hợp tác ở khu vực, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa quan trọng. Năm nay là năm đầu tiên thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và ASEAN. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Chuyến thăm sẽ là khởi đầu tốt đẹp để Trung Quốc và ASEAN làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác chiến lược. Thông qua chuyến thăm, Trung Quốc và Việt Nam sẽ tăng cường hơn nữa sự tin cậy lẫn nhau về chính trị. Trung Quốc và ASEAN cũng sẽ mở rộng hơn nữa không gian hợp tác và tin cậy lẫn nhau về tổng thể. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chiều qua ngày 31 tháng 10 theo giờ địa phương, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao huân chương hữu nghị của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định mong muốn hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn của hai đảng và nhân dân hai nước. Lễ trao huân chương hữu nghị nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, huân chương hữu nghị là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Nhân dân Việt Nam về những đóng góp vào việc phát triển quan hệ giữa hai nước, cũng như định hướng và thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt trong thời đại mới. Điều đó cũng thể hiện tình cảm sâu sắc, vừa là đồng chí, vừa là anh em giữa Trung Quốc và Việt Nam. Huân chương hữu nghị thể hiện tình cảm hữu nghị của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Nhân dân Trung Quốc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Nhân dân Việt Nam, tượng trưng cho tình hữu nghị anh em sâu sắc giữa Trung Quốc và Việt Nam, thể hiện mong muốn hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn của hai Đảng và Nhân dân. Bày tỏ vui mừng được đón nhận huân chương hữu nghị của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc anh em về sự ghi nhận cao nhất và những tình cảm tốt đẹp dành cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc anh em đã dành cho Việt Nam chúng tôi nói chung, cho các thế hệ chúng tôi, trong đó có cá nhân tôi nói riêng, những tình cảm rất sâu nặng. Tôi tin rằng với phần thưởng cao quý này sẽ là nguồn động viên rất lớn đối với việc chúng ta tiếp tục củng cố phát triển hơn nữa cái quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cũng trong ngày 31 tháng 10, tại Đại lễ đường Nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trân trọng mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng dự tiệc trà thân mật. Đây là cử chỉ đặc biệt, thể hiện sự coi trọng của nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng như mong muốn tăng cường sự gần gũi, tin cậy với nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam. Thưa quý vị, sau lễ đón trọng thể và kết thúc cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã chứng kiến lễ ký kết 13 văn kiện hợp tác giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam Trung Quốc. Đây là tiền đề thúc đẩy sự phát triển của nhiều lĩnh vực trong thời gian tới. Các văn bản hợp tác được ký kết bao gồm thỏa thuận hợp tác giữa Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giai đoạn 2022-2027 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc, bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Trung Quốc, biên bản ghi nhớ hợp tác giữa thành phố Hà Nội và thành phố Bắc Kinh, biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc về tăng cường hợp tác đảm bảo chuỗi cung ứng Việt-Trung, bản ghi nhớ giữa Tổng cục Hải quan Bộ Tài chính Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc về xây dựng lĩnh vực ưu tiên hợp tác, bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực sinh thái và môi trường giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc, bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc về an toàn thực phẩm trong thương mại song phương Việt Nam-Trung Quốc, bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Chính quyền Nhân dân tỉnh Vân Nam về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, kế hoạch hợp tác văn hóa và du lịch giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc giai đoạn 2023-2027, bản ghi nhớ về tăng cường giao lưu hợp tác trong lĩnh vực tài sản nhà nước và doanh nghiệp nhà nước
giữa Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp Việt Nam và Ủy ban Quản lý và Giám sát Tài sản Nhà nước Trung Quốc. Nghị định thư yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả chuối tươi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc.